Xin chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu bếp chiên nhúng điện Zili Nhật Bản đôi 12 lít của bên em. Đầu tiên, bếp có khay đậy inox rất là chắc chắn. Bên trong gồm có rổ hàn đúc nguyên khối, bo viền góc cạnh bằng inox rất là chắc chắn. Chân đế anh chị có thể tự lắp dễ dàng. Bếp đôi Zili 12 lít gồm có hai đầu máy rời và một khay đựng dầu bằng inox có thể dễ dàng nhấc ra để vệ sinh. Với đầu máy bên kia anh chị có thể làm tương tự. Bếp thiết kế dày chắc chắn, gồm có tay cầm để dễ dàng di chuyển. Đầu bếp gồm có núm vặn nhiệt độ từ 0 đến 200 độ C.